Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh này, thì thầy có một vài hướng dẫn nho nhỏ cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu. Thì trong cái series chương trình hôm nay á, thì thầy sẽ giảng những cái bài trong cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Thì trong cái cuốn sách này nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Thì thầy sẽ lần lượt giải các bài từ phần cơ học trước, từ bài 1 cho đến những cái phần phía sau. Và để cho tiện theo dõi thì thầy nghĩ rằng là chúng ta nên có cái cuốn sách để có cái đề bài trong tay thì mình theo dõi nó sẽ tiện hơn. Và thầy gợi ý là chúng ta có hai cái cách để chúng ta có được cái cuốn sách. Cái thứ nhất là rất là đơn giản, đó là chúng ta ra ngay những cái hiệu sách ở gần nhà mình. Mình có thể mua ngay một cuốn thì giá bìa đâu đó tầm 60-70 nghìn một cuốn. Nếu các bạn lười thì có một cái phương án thứ hai, đó là chúng ta có thể mua qua các cái sàn thương mại điện tử như là Tiki, Lazada, Shopee. Thì thầy cũng đã tìm sẵn cho chúng ta cái đường link để thầy để ở phía dưới mô tả đó. Chúng ta có thể kích vô đó để đến những cái trang đó chúng ta mua cho nó tiện. Thì khi mà có cái tài liệu trong tay rồi thì cái việc theo dõi của mình nó sẽ được hiệu quả hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời các em xem tiếp cái bài học ở phía sau. Rồi, chào mừng tất cả các em đến với bài tiếp theo, bài 25 trong phần cơ học của cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Đề bài như sau: một người đi xe máy từ thành phố A đến thành phố B. Trong 1/2 quãng đường đầu, người đó đi với vận tốc V1 bằng 40 km/h. Trên quãng đường còn lại, trong 1/2 thời gian đầu, người đó đi với vận tốc V2 bằng 45 km/h và sau đó đi với vận tốc V3 bằng 35 km/h. Biết tổng thời gian người đó đi từ A đến B là 2 giờ, tính quãng đường từ A đến B. Vậy sau khi đọc đề xong thì mình thấy đây là một cái bài tập vật chuyển động trên 3 đoạn đường. Thì trường hợp trước đây là những cái bài phía trước là chúng ta cũng đã từng gặp cái bài như thế này rồi. Đó. Vậy thì cái cách viết là chúng ta phân tích trên đoạn đường nó ra rồi chúng ta viết. Thì ở đây cuối cùng mình dựa vào cái câu để mình đưa ra phương trình đó là gì? Tổng thời gian người đó đi từ A đến B là 2 giờ. Rồi, vậy thì ở đây cái bài mà 3 đoạn thì chúng ta có cái cách là chúng ta làm cho nó gọn về thành 2 đoạn. Đó, thì tất cả những cái bài 3 đoạn là chúng ta làm từng bước như vậy thì nó sẽ dễ dàng cho mình hơn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng phân tích nè. Một người đi từ thành phố A đến thành phố B. Vậy thì coi như đây là thành phố A đến thành phố B nè. Cái phân tích trên cái hình này nó rất là quan trọng. Mình nhìn là mình thấy nó rất là rõ ràng. Đó, nên mấy bạn nào mà lười mà phân tích cái hình á là hầu như làm nó lại rất là rối. Nên là thầy để ý mà không biết á là mình không biết làm gọn ở hai cái đoạn còn lại lại về thành một đoạn đó thì mình sẽ làm nó rất là khó khăn. Còn phân tích ra thì nó cái bài này nó đơn giản lắm. Vậy đi từ A đến B trong 1/2 quãng đường đầu. Thì nghe cái này thì mình chia đôi là này ra thôi. Vậy cái đoạn giả sử đây là C, từ A đến C là một nửa đoạn. Vậy là mình đặt là S1. Cả đoạn đường là S thì chia 2 thôi. Họ nói là 1/2 quãng đường đầu. Đi với vận tốc V1 bằng 40 km/h. Mình cứ ghi ra trên này cho dễ nhìn. Thì chắc chắn là đoạn CB là nửa đoạn đường còn lại rồi. Thì đó là S2 bằng S/2 cho dù họ không nói. Đúng không? Rồi, thì mình để cái câu này nè. Trên quãng đường còn lại phải trong 1/2 thời gian đầu. Thì nói cái câu này có nghĩa là ở trong cái đoạn đường CB đây nè. Và họ chia ra trong một nửa thời gian đầu của cái đoạn CB này. Do đó cái đoạn CB này thì chắc chắn họ sẽ đi với cái thời gian T2 nào đó. Tại vì cái đoạn AC là đoạn 1 là chắc chắn là đi với thời gian T1 rồi. Thì họ sẽ đi với T2. Nhưng vì cái đoạn CB này là họ sẽ chia thành hai đoạn nữa. Thì chúng ta tiếp tục, chúng ta phân từ C đến B thành hai đoạn. Thì họ nói là gì? Trên quãng đường còn lại, có nghĩa là đoạn CB, trong 1/2 thời gian đầu, có nghĩa là nửa thời gian, thì chưa chắc đi được nửa quãng đường. Nên là mình chia cái chỗ này ra, bên dài, bên ngắn khác nhau. Ha, đó, giả sử tới chỗ D này đi. Thì nửa thời gian của cái đoạn còn lại là cái đoạn này. Thì cả cái đoạn CB là mình đặt T2, thì cái này mình có thể là đặt T3 đi. T3 thì có phải là nửa thời gian của đoạn còn lại là T2/2 không? Đó. Thì họ đi với vận tốc là V2
bằng 45 km/h. Mình cứ ghi ra đây đó, thì chắc chắn là, và sau đó đi với vận tốc 35 km/h, vậy là chắc chắn cái đoạn còn lại này nè thì nó là T4. Thì từ C đến B là T2 thì họ đã đi nửa thời gian rồi, thì cái còn lại thì chắc chắn cũng là nửa thời gian còn lại. Và họ đi với vận tốc là V3 bằng 35 km/h. Đó, mình đọc tới đâu mình phân tích tới đó. Sau khi phân tích thì mình thấy nè, đây là bài toán 3 đoạn, thì cái hai cái đoạn sau này mình làm gọn lại. Làm gọn như thế nào? Em nhìn cái phân tích em sẽ thấy nè, có V có T thì mình đi tính S, có V có T đi tính S. Rồi hai cái S này nè, hai cái đoạn này cộng lại nó ra cái đoạn S2 đó. Cái cách làm là như vậy thôi, đơn giản. Vậy là bây giờ mình muốn chỗ V2 với T3 này, cái đoạn này là mình tính S là quãng đường. Thì quãng đường thì mình dựa vô đây nè, họ nói là gì? Trong 1/2 thời gian đầu. Có nghĩa là thời gian, cái quãng đường mà họ đi trong 1/2 thời gian của cái đoạn CD này nè, được chưa? Rồi. Quãng đường mà, cái này người hay xe đây, coi cho nó phù hợp. Một người đi xe máy, vậy thì người cũng được ha. Quãng đường mà người đi trong 1/2 thời gian đầu, 1/2 thời gian đầu của đoạn còn lại đó, của đoạn đường sau đó, chứ không phải đoạn đường đầu đâu ha. Đoạn đường đầu là đoạn AC, đoạn đường sau là nè, quãng đường là S. Thì cái này mình đặt là S3 đi. S là bằng V nhân T. V nhìn ở đây nè, mình nhìn chỗ đây nó khỏi lộn nè, V là V2, T là T3. Đó, mình cứ làm từng bước vậy thôi. V2 có số thế vô 45. T3 là T2 chia 2. 45 chia 2 là 22,5. Đúng không? Là bằng 22,5 T2. Rồi, được cái S3 thì cái chỗ này là S4 nè, đúng không? Là quãng đường mà người đi trong đoạn cuối cùng, phải không? Hoặc là trong 1/2 của thời gian còn lại đó. Họ nói cái gì đây? Đoạn cuối cùng nè, đó. Trong đoạn đường cuối. Đặt lời giải cũng nào cũng được. Đó. Thì đặt là S4 đi. Đó. S là bằng V nhân T. Mình nhìn trên đây nè, mình nhìn trên đây. Đây là V3, đây là T4, thấy chưa? Thì mình ghi là V3 T4 vô thôi. Đó, mình cứ làm đúng cái kiểu này thì nó rất là dễ, không có rối cho mình. V3 là 35. T4 là T2 trên 2. Vậy 35 chúng ta chia 2 là được 17,5 nhân cho T2. Rồi, tới đây thì để làm gọn thì mình nhìn trên hình mình thấy có phải là cái S3 cộng S4 chính là cái đoạn sau này, là chính là S2 đúng không? Đây nè, cái đoạn sau này là S2 đó. Thì mình nói nè, mà S3 cộng S4 thì bằng S2 chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình thế vô thôi. S3 đâu? S3 mình tính được 22,5 T2 nè, đây nè. Thì khoanh lại cho chúng ta dễ nhìn nè, còn đây là S4 nè. Vậy là 22,5 T2 cộng S4 là gì? Là 17,5 T2 bằng S2. Mình nhìn lên trên đây nè. Đó, S2 là gì? Chính là S trên 2, nửa quãng đường, phải không? Rồi, mình ghi S trên 2 vô. Đó. Cứ bình tĩnh mình làm thôi. Rồi. 22,5 đặt T2 ra ngoài thì 22,5 cộng 17,5 là được 40. Đó. 40 nhân T2 là bằng S trên 2. Ở đây là có hai ẩn là T2 và S. Đó, thì bây giờ mình suy ra S hay là suy ra T2? Suy ra một thứ, đúng không? Hoặc là mình để đó, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại ở trên mình thấy nè.
Thầy thấy là cái câu cuối cùng để mình viết phương trình là gì? Biết tổng thời gian người đó đi từ A đến B là 2 giờ. Vậy có nghĩa là thầy lấy thời gian đoạn đường đầu cộng cái thời gian đi đoạn đường cuối cho bằng 2 giờ. Vì vậy chỗ này thầy suy ra T2 để đó, phải không? Rồi tí nữa mình đi tính T1 nữa. T2 là bằng S trên 2, 40 mình đưa xuống đây luôn. Vậy là bằng S trên 80. Được chưa? Đây chính là T2. Rồi, vậy thì cái hồi nãy mình phân tích cái đoạn đầu nhưng mình chưa tính, thì giờ mình tính. Cái đoạn này nó tách biệt, mình tính trước cũng được, tính sau cũng được. Vậy cái S1, cái V1 này mình tính được T1. T1 là gì? Là thời gian mà người này đi trong nửa đoạn đường đầu. Được chưa? Rồi, vậy thì được là đặt lời giải thôi. Thời gian mà người này đi trong nửa đoạn đường đầu là rồi thời gian t là bằng s trên v đúng không, mà cái đoạn đầu là hồi nãy mình ký hiệu là một rồi thì t1 s1 trên v1 này, s1 là s trên 2 còn v1 là bao nhiêu là nhìn lại với thầy cũng không nhớ nè. V1 đâu? Nhìn lên trên. V1 là 40. À, 40. Nhân cho 40. Vậy là bằng S chia cho 80. Rồi. Bây giờ mình nói là vì mình dựa vào cái câu cuối cùng đây nè các bạn nè, để mình đưa ra phương trình nè, họ nói là sao? Đây nè. Vì tổng thời gian người đó đi từ A đến B là 2 giờ nên mình viết phương trình ra thôi, phải không? Đó, mình dựa vào cái câu đó. Vì tổng thời gian viết tắt cái từ thời gian nha, người này đi từ A đến B là 2 giờ nên là suy ra có nghĩa là thời gian T1 đi nửa đoạn đường đầu cộng thời gian T2 mình đã làm gọn lại rồi đó các bạn, đó là mình cho bằng 2 giờ rồi thế vô thôi. T1 đây là T1 mình vừa tính nè, S trên 80. Rồi, cộng T2 lật lên trên, T2 đây nè, chỗ khăn khoanh đây nè, S trên 80 nữa. Thấy chưa? Vậy những cái chỗ khăn khoanh nó giờ khoanh lại thì mình nhìn cho nó dễ bằng 2. Nhưng mà lưu ý các bạn là trong cái bài thi thì đừng có khoanh lại nha. Làm ở đây là làm ở nháp, khi mình làm ra nháp mình khoanh để mình nhìn cho nó dễ. Còn trong bài thi là tuyệt đối đừng có khoanh. Khoanh là thầy cô bảo là đó là mình đánh dấu bài. Không tốt cho mình, ha. Rồi. Giải cái phần này ra nha. Mẫu số chung quy đồng khử mẫu luôn. Mẫu số chung là 80 ha, mẫu số là 80. Vậy cái S này giữ lại, S bỏ mẫu luôn đi các bạn nha. Cộng bên này mẫu 80 thì cũng giữ lại S thôi. Bằng bên này mẫu của nó là 1 thì phải nhân 80 và 80 nhân 2 là 160. Được chưa? Vậy là S còn S là 2S bằng 160. Vậy suy ra S là bằng 160 chia cho 2 là bằng 80. Hình như là họ yêu cầu tính quãng đường luôn rồi phải không? Coi thử họ bắt tính cái gì. Tính quãng đường từ A đến B. Rồi vậy là ra luôn rồi, S chính là quãng đường từ A đến B thôi, phải không? Vậy kết luận thôi. Quãng đường từ A đến B là tám mươi km. Rồi xong, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài 25 ở phần cơ học trong chương trình bồi dưỡng vật lý khối 8 và khối 9. Thì lưu ý là ở cái phần cơ học này là học sinh giỏi khối 8 cũng có, mà học sinh giỏi khối 9 cũng có cái phần này luôn đó, dùng để ôn cho cả hai lớp đều được. Tuy nhiên là mấy bạn mà lớp 8 á, thì là mới nên là mình phải những cái bài đầu là chúng ta phải làm ở những cái trong cái chương trình sách trước, là cái cách cái lộ trình đó là trước tiên á, là chúng ta làm những bài căn bản trong sách bài tập trước đã, rồi sau đó chúng ta mới làm qua cái cuốn sách 500 bài tập này, chứ trong này có nhiều bài là nó khó, mình phải làm từ cái bài dễ đến cái bài khó, mình chọn mình làm từ dễ đến khó nó sẽ dễ cho mình. À, giống đó, cái đó là cái cách mà thầy nói là trong các cái chương trình thầy ôn luyện cho các bạn thầy cũng đều làm như vậy. Thì các bạn ở trong trường hợp này khi chúng ta xem những cái bài này là chúng ta đa số là chúng ta cũng tự học, thì chúng ta để hiệu quả đó
thì chúng ta cứ coi bài nào dễ phù hợp với mình giải trước, sau đó mình nâng cao lên, mình làm những bài khó dần dần. Chứ đừng có ham mà vô mà đọc cái bài khó thiệt là khó rồi chúng ta làm. Thứ nhất là mất thời gian, mà thứ hai chúng ta chưa hiểu thì nó không hiệu quả lắm. Nhưng mà sau khi chúng ta làm những cái bài dễ rồi á, thì tự khắc tới lúc đó cái tự nhiên mình làm được bài khó nha. Rồi, đó là một số cái chia sẻ của thầy về cái việc là bồi dưỡng học sinh giỏi. Thì những cái phần mà chia sẻ cái này là chỉ nói qua thôi, còn thực ra cái chia sẻ thì chắc cũng phải có một cái video nào đó thầy làm riêng để thầy chia sẻ hết những cái phần đó. Nó rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc mà chúng ta ôn luyện để đi thi học sinh giỏi. Kinh nghiệm kể cả việc làm bài, kinh nghiệm kể cả khi đi thi đó. Có nhiều bạn là chỉ cần có tí kinh nghiệm thôi thì mình sẽ được cái điểm nó rất là cao, bởi vì còn nhiều bạn mà thiếu kinh nghiệm á, là nhiều khi là cái điểm của mình nó bị mất mấy điểm luôn. À, đương nhiên là anh nào mà đã cẩn thận từ đầu tới cuối rồi thì rất là khó mà để mất điểm, đúng không? Nhưng mà khi đi thi thì kiểu gì chúng ta cũng hay bị sai sót lắm. Cái kinh nghiệm trình bày bài nè, cái kinh nghiệm khi làm bài nè, khi chọn bài để làm nè, à, rất là quan trọng. À, rồi vậy thì tạm thời là tới đây, dừng tới đây bài 25. Vậy là chúng ta đã đi được 25 bài rồi. Vậy thì hẹn các bạn ở những cái bài tiếp theo. Mỗi một ngày thì thầy sẽ đưa lên một bài. Những bạn nào mà đang theo dõi tới đây rồi thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi để có những cái kiến thức bổ ích cho mình. Rồi, xin chào tất cả các bạn.